Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, hệ thống chính trị ở Nga bị Putin làm tổn hại đã dẫn đến cuộc binh biến của tập đoàn Wagner và sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho việc nắm giữ quyền lực của ông. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, chính là ngày mà quyền lực do Tổng thống Vladimir Putin dày công xây dựng trong hơn 2 thập niên qua đã rung chuyển dữ dội, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lĩnh đánh thuê Wagner, có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga, đã tổ chức một cuộc binh biến vạch trần những rạn nứt sâu sắc trong giới tinh hoa Nga. Bên cạnh đó, cuộc sống và cái chết của Prigozhin phơi bày sự mục nát của nhà nước Nga. Cuộc đối đầu đã kết thúc một cách phô trương bằng một thỏa thuận, trong đó lực lượng của tập đoàn Wagner chuyển đến Belarus, trong khi Prigozhin được phép quay trở lại Nga, tiếp cận tài sản và tài sản của mình, cũng như tiếp tục can dự vào châu Phi. Nhưng bây giờ có vẻ như đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Vào ngày 23 tháng 8, một chiếc máy bay riêng chở Prigozhin và cánh tay phải của ông ở Wagner, Dmitry Utkin, đã bị rơi ở vùng Tiver gần Moscow, Vài ngày sau, chính quyền Nga xác nhận cái chết của họ sau khi tiến hành xét nghiệm ADN. Nhiều cách giải thích và thuyết âm mưu khác nhau đã xuất hiện sau vụ tai nạn, nhưng lời giải thích thuyết phục nhất là Prigozhin đã bị ám sát trong một màn thanh trừng hậu cuộc nổi dậy của ông ta. Hiện chưa rõ liệu đó là một hành động trả thù có kế hoạch của Điện Kremlin nhằm giữ thể diện và khẳng định lại quyền kiểm soát hay một động thái ích kỷ hơn được dàn dựng bởi những kẻ muốn tiếp quản các hoạt động sinh lợi của Wagner ở châu Phi và các nơi khác. Nhưng điều hiển nhiên là cuộc sống và cái chết của Prigozhin đã bộc lộ bản chất của nhà nước Nga. Dưới thời Putin, hệ thống chính trị ở Nga đã bị xâm nhập sâu hơn bởi các mạng lưới bảo trợ, ngày càng làm suy yếu các thể chế nhà nước và chiếm đoạt các chức năng của chúng. Trên cơ sở hệ thống quyền lực không chính thức này, vốn trao thưởng cho những người được Điện Kremlin ưa chuộng, Prigozhin đã tích lũy khối tài sản khổng lồ của mình và tìm cách tạo ra một đế chế kinh doanh, bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, các tổ chức truyền thông và Wagner, công ty quân sự tư nhân của ông vai trò của ông trong các hoạt động đối nội và đối ngoại của Nga đã bị phủ nhận cho đến khi có cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Yêu cầu và áp lực của chiến tranh đã tạo cơ hội cho những kẻ hoạt động phi chính thức như ông bước ra và công khai theo đuổi tham vọng của mình. Vào năm 2022, Prigozhin cuối cùng đã thừa nhận thành lập Wagner và mở trụ sở chính thức trong một tòa nhà hào nhoáng ở San Petersburg. Ông ta bắt đầu thường xuyên lên tiếng trên mạng xã hội, khoe khoang về việc can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và thậm chí còn ra hiệu rằng bản thân có thể đang chuẩn bị lãnh đạo một phong trào bảo thủ và có thể thành lập một đảng mới. Có lẽ là để lấp đầy khoảng trống lớn do cái chết của Vladimir Zhirinovsky, người đứng đầu đảng Dân Chủ Tự do Cánh Hữu của Nga để lại. Trong khi đó, những thất bại nhục nhã mà quân đội Nga phải hứng chịu ở Ukraine đã tạo thêm không gian cho tập đoàn Wagner và các lực lượng không chính quy khác, chẳng hạn như quân đội trung thành với thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov giành được chỗ đứng trên chiến trường. Trận chiến giành thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine do lính đánh thuê Wagner chỉ huy đã cho phép nhóm này thể hiện mình là lực lượng quân sự duy nhất có thể mang lại chiến thắng quân sự. Hiệu quả của PMC của ông đã giúp Prigozhin có được nhiều ảnh hưởng hơn nữa trong cuộc chiến và thách thức chính tổ chức chịu trách nhiệm tiến hành nó, tức Bộ Quốc phòng. Cuộc đối đầu này được công bố rất công khai qua các bài phát biểu video thường xuyên của Prigozhin, trong đó ông chỉ trích các nhà lãnh đạo quân sự Nga, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Bộ Quốc phòng phản ứng bằng cách cố gắng đặt Wagner dưới sự kiểm soát của mình. Điều này cuối cùng đã dẫn đến cuộc binh biến phát động vào tháng 6. Cái chết của Prigozhin đã chấm dứt nhức nhối điển hình về xung đột nội bộ giới tinh hoa vốn đã phát triển trong năm trước và chắc chắn đang được tổ chức tại Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, nó sẽ không giải quyết được các vấn đề rộng lớn hơn của nhà nước Nga và các thể chế của nó được tạo ra bởi các mạng lưới bảo trợ không chính thức mà chiến tranh chỉ làm trầm trọng thêm cuộc chiến. Cái chết của Prigozhin đã loại bỏ một nhân vật có ảnh hưởng đã lên tiếng về sự thật với quyền lực trong khi công khai những sự thật khó chịu về diễn biến của cuộc chiến đã làm suy yếu quân đội và các cơ quan nhà nước bị chỉ trích vì tham nhũng và kém hiệu quả nó cũng tiết lộ những vấn đề mà putin và công chúng có thể đã không được biết đến hơn nữa, những lời nói trong lúc tức giận của Prigozhin cũng đóng vai trò như một van áp lực, nói lên sự thất vọng của những người theo đường lối cứng rắn trong chiến tranh đối với quân đội Nga và sự kém cỏi của các quan chức phụ trách. Giờ đây, với việc bắt giữ Igor Girkin, cựu sĩ quan tình báo trở thành nhân vật diều hâu có ảnh hưởng lớn trong chiến tranh và việc loại bỏ tướng Sergei Surovikin, người đã bị cách chức vì lập trường chỉ trích trong giới lãnh đạo quân đội, Điện Kremlin đã chứng minh rõ ràng rằng họ không mấy khoan dung với những nhà phê bình có ảnh hưởng và nó mong muốn kiểm soát câu chuyện chiến tranh nhưng việc bịt miệng hoàn toàn những người theo đường lối cứng rắn với chiến tranh và những người ủng hộ Prigozhin có thể là không thể, và những dấu hiệu căng thẳng âm ỉ có thể sẽ xuất hiện trở lại. Một nhóm cần theo dõi là ngày càng có nhiều tình nguyện viên đang giúp đỡ các nỗ lực chiến tranh bằng cách gây quỹ và gửi đồ tiếp tế cho binh lính Nga ở mặt trận. Những nhóm tham gia vào nỗ lực chiến tranh tại quê nhà này có thể hướng tới sự bất đồng quan điểm ngày càng tăng trong một xã hội mà cho đến nay vẫn cố gắng thoát khỏi thực tế chiến tranh. Prigozhin để lại một đế chế kinh doanh rộng lớn, đế chế này sẽ bị phá vỡ và có thể sẽ bị nhà nước và tư nhân tiếp quản, nhưng những người kế thừa công việc kinh doanh của ông khó có thể có được kỹ năng hoặc khả năng lãnh đạo đầy cảm hứng để quản lý các hoạt động của ông, đặc biệt là ở châu Phi. Bất kỳ sự phát triển nào sắp diễn ra trong lĩnh vực này đều có thể sẽ không được công chúng biết đến, giống như trước khi Prigozhin mạo hiểm công khai. Hiện tại, Putin dường như vẫn duy trì được quyền lực của mình. Cuộc binh biến chắc chắn sẽ không khiến ông cảnh giác hơn với những sự kiện thiên nga đen trong tương lai do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Nhưng về lâu dài, sự bấp bên của hệ thống chính trị Nga được phản ánh qua mạng thách thức quyền lực của Prigozhin sẽ vẫn tồn tại. Thưa quý vị, có thể nói rằng mặc dù Yevgeny Prigozhin được xác nhận là đã chết, nhưng hồn ma của ông có thể ám ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã tố cáo ông là kẻ phản bội và muốn ông ra đi. Quả thực vậy, Putin có thể kết thúc sự tồn tại vật lý của Trump Wagner nhưng sẽ không thể dập tắt được sự chỉ trích của Prigozhin đối với cuộc chiến Ukraine. Hơn nữa, sự ra đi của Trump Wagner được cho là sau một vụ ám sát sẽ làm tăng thêm cảm giác ở một số người Nga rằng đất nước đã trở lại tình trạng bất ổn, xen lẫn nền chính trị tàn bạo thời Stalin. Với cái chết của Prigozhin, Putin sẽ củng cố được vị thế của mình trong thời gian ngắn nhưng hào quang làm chủ chính trị của putin đã bị hoen ố có lẽ không thể sửa chữa được ông đã vượt qua những cơn bão trong quá khứ nhờ vai trò là trọng tài của giới tinh hoa nga và danh tiếng về tính quyết đoán cuộc nổi dậy prigozhin đã gây thiệt hại cho cả hai một số thành viên trong vòng thân cận của tổng thống được cho là có cùng quan điểm với prigozhin về cuộc xâm lược ukraine bốc đồng của putin cũng như các chiến thuật của ông kể từ đó. Các nhà phân tích tin rằng những nghi ngờ còn lan sang cả cơ quan an ninh Nga Sau vụ tai nạn máy bay, một số nhóm lính của Prigozhin đã đe dọa trên mạng xã hội sẽ tổ chức một cuộc tuân hành khác vào Moscow Hiện họ không có đủ số lượng và nguồn lực để hiện thực hóa mối đe dọa Nhưng việc loại bỏ đối thủ của Putin có thể gây ra lo lắng chính trị ở Nga hơn là làm giảm bớt nó những người theo dõi Nga đã ghi nhận sự hoài nghi ngày càng tăng trong giới tinh hoa Nga về việc ra quyết định thất thường của Putin. Cuộc xâm lược toàn diện liêu lĩnh vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 là ví dụ điển hình nhất. Nhưng Putin đã dò dẫm theo những cách khác kể từ đó. Ông trì hoãn việc huy động quân đội Nga rất lâu sau khi có thông tin rõ ràng rằng chiến tranh sẽ không thể kết thúc nhanh chóng ông đang lưỡng lự về việc có nên rút quân khỏi vòng vây có thể xảy ra vào mùa thu năm ngoái ở Kherson hay không. Và khi Prigozhin phát động cuộc nổi dậy, Putin phải mất một ngày mới có phản ứng dứt khoát. Nghịch lý thay, việc Putin củng cố quyền lực có thể làm giảm nguy cơ leo thang ở Ukraine. Mùa thu năm ngoái, khi phòng tuyến của Nga sụp đổ ở Kharkiv và Kherson, các nhà phân tích nhận thấy nguy cơ thực sự là nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn chặn một thất bại thảm hại giờ đây mối nguy hiểm đó đã giảm bớt trung quốc vẫn rất quan trọng đối với sự sống còn về quân sự và chính trị của putin đối với bắc kinh cũng vậy cái chết của prigozhin có thể là một động lực củng cố niềm tin các nhà lãnh đạo trung quốc đã nói với các nhà ngoại giao mỹ trong những tháng gần đây rằng Họ lo ngại về quyền lực duy trì của Nga ở Ukraine và họ đã chuẩn bị một kế hoạch hòa bình như một lối thoát khả thi. Các quan chức chính quyền Biden cho rằng sự giúp đỡ của Trung Quốc ngày càng quan trọng đối với sự hiện diện quân sự của Nga ở Ukraine. Người Trung Quốc không trực tiếp cung cấp vũ khí và đạn dược, nhưng họ được cho là đang thúc đẩy vận chuyển các mặt hàng có công dụng kép. Chẳng hạn như chip máy tính, rất cần thiết cho vũ khí chính xác và máy bay không người lái. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công khốc liệt của Ukraine có thể làm rung chuyển quân đội Nga, dần dần phá hủy các cơ sở hậu cần và chỉ huy kiểm soát của nước này ở hậu phương. Phòng tuyến của Nga có thể trở nên mong manh khi Ukraine chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có khả năng tăng cường nỗ lực đưa cuộc chiến về quê hương Nga thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công xuyên biên giới thông điệp của prigozhin gửi tới người nga là cuộc chiến không đáng phải trả bằng cái giá khủng khiếp mà đất nước phải trả bằng máu và của cải ông nhấn mạnh điều đó bằng cách đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của nhóm putin và ngầm hiểu là của chính putin cuộc chiến Ukraine dựa trên sự dối trá. Rigozin nói vào ngày 23 tháng 6, một ngày trước khi lực lượng dân quân của ông hành quân vào Moscow. Không có gì bất thường xảy ra vào đêm trước ngày 24 tháng 2, ngày mà quân Nga tấn công vào năm ngoái. Ông nói, gia tộc đầu sỏ cai trị nước Nga cần có chiến tranh. Những kẻ bị bệnh tâm thần quyết định, không sao đâu, chúng tôi sẽ nếm thêm vài nghìn người Nga làm bia đỡ đạn họ sẽ chết dưới làng đạn pháo, nhưng chúng ta sẽ có được thứ chúng ta muốn. Sự phê phán này sẽ tồn tại lâu hơn Prigozhin và nếu Ukraine và các đồng minh phương Tây có thể tiếp tục cuộc chiến sang năm tới, nó có thể trở nên căng thẳng hơn. Prigozhin không phải là một người tử vì đạo, mà là một lời cảnh báo, một dụ ngôn về sự sụp đổ tất yếu của nước Nga. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.